một bộ điểm vàng từ phím, những con ốc bên hông phím âm lượng cũng như là nguyên cụm logo của XOR phía sau, tất cả đều được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750. Chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại XOR. Bản gốc ban đầu là nguyên một màu đen. Đây là phiên bản dòng màu đen Ebony được khách hàng mua new mới chính hãng của Sho tại Kỳ Lân Luxury. Sau một thời gian sử dụng thì vị khách hàng này muốn chiếc điện thoại của mình trở nên đẳng cấp hơn bằng cách là đem đến Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân là thiết kế hoàn thiện một bộ điểm vàng từ phím, những con ốc bên hông và phím âm lượng cũng như là nguyên cụm logo của XOR phía sau, tất cả đều được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750. Kích tâm thêm bộ điểm vàng này trên 50 triệu đồng nữa thì giá trị của chiếc điện thoại này cũng lên quanh trên 200 triệu thôi. Còn nếu như mình mua góc sẵn ban đầu thì sẽ là lên quanh 400 triệu, tiết kiệm được một khoản chi phí. Và ở phía sau lưng này cũng vậy, ban đầu gốc là bản da bê, khách hàng đã yêu cầu Kỳ Lân là thực hiện thay da bê bằng da cá đẹp như thế này, từ một chiếc điện thoại full màu đen bản Ebony trở thành một bản demi mid giữa bằng màu đen và vàng hồng logo này. Chiếc điện thoại đã trở nên có điểm nhấn và đẹp hơn, giá trị hơn. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về chế tác trang sức cao cấp theo yêu cầu. Nếu như chúng ta đang sở hữu những sản phẩm giá trị và muốn sản phẩm đó trở nên đẹp hơn, giá trị hơn, hoặc là theo ý mình hơn, phục vụ sở thích và cảm xúc mình tuyệt vời hơn, thì hãy đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân thực hiện kích tâm vàng hoặc là kim cương. Đối với vàng thì tất cả vàng được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng logo ánh sáng bóng. Còn đối với những viên kim cương thì là những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một với những thông số tốt nhất, kết hợp với máy móc chuyên nghiệp cũng như là kỹ thuật chuyên sâu cao cấp của Kỳ Lân. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.